Khanh, sao con lo học bài? Ở đó khóa màu của ba hoài vậy? Má về má đánh chết con cho mà xem. Ba, ba coi nè, con vẽ người dơi hay ghê chưa? Ừ, hay lắm. Thôi lo học bài đi. Má về mà trả bài ấp úng á, má còn quất cho người dơi khóc ròng cho mà xem. Ba ơi ba, bao giờ mà ba trúng số á, ba mua cho con cái tivi nha ba, để con xem người dơi đó nha ba. Ba có mua số đâu mà trúng. Con biết má có mua nè. Sao con biết? Hôm mà bà chủ phố sang đòi tiền nhà đó, cái má nói để má trúng số rồi má trả luôn 1 năm. Ừ. Má có đưa cho ba coi 2 tấm giấy số này nè. Ừ. Vậy mà ba không biết, quê chưa? Con gái của bà đía, thật là đía. Thôi là học bài đi con, để cho ba làm việc. Má đi chợ lâu về quá à, con đói bụng rồi ba ơi. Nữa, lại tới hồi nhõng nhẽo có phải không? Con đói bụng thiệt mà ba. Sáng nay đi học má không cho tiền, mà má cho con có bánh mì cứng ngắc à. Vô trường tụi nó đứa nào ba má chúng nó cho tiền mua quà mua kẹo liên liên, hết ăn cà rem đến ăn kẹo the, có cả bánh mì ba tê. Bạn con chúng nó vào ghê, tiền có thân còn nghèo, má không tiền ba cũng chẳng cho, bắt gặm bánh mì cô đơn sức răng. Thôi con chớ lo răng, ít bữa đi ba vé tranh này gần xong. Ba đây sống cho búp bê Batman luôn, cả áo đầm đẹp sang. Con tham có một cái tivi để mỗi tối thì đứa học vui. Ba đây hứa sẽ ba không bao giờ ba quên, mà con phải lo học xem. Luôn luôn đứng trên hàng đầu ba má mừng vui. Ba mua xe hơi đưa con đi học nữa à ba? Rồi con xuống bếp lấy cơm nguội ăn cho đỡ đói đi. Lát nữa má đi chợ về chắc có quà bánh cho con đó. Dạ. Ồ, tranh đẹp quá, nhưng mà hơi buồn. Cô Lệ Thủy cũng là một nhà phê bình tranh nữa à? Dạ thì có chứ, phê bình thì ai lại chẳng phê bình được. Chỉ khác nhau ở chỗ là phê bình trúng hay trật mà thôi. Trật hay trúng cũng là một ý kiến. Dĩ nhiên, nhưng cô phê bình có hơi sớm vì bức tranh tôi chưa vẽ xong. Vừa rồi tôi nhận xét là về phần người mẫu, chứ không có nói đến bức tranh. Như thế thì tôi lại càng bênh vực gì. Tôi chỉ biết người mẫu ấy là người vợ yêu quý của tác giả bức tranh. Dạ, à, đó là vợ tôi đó. Tôi biết. Anh thường tự hào đã có được một người vợ đẹp nhất, hiền nhất, ngoan nhất, cái gì cũng nhất hơn tất cả mọi người. Ê chết, cái đó là cô nói chứ tôi không có nói à. Chẳng thế mà hôm bà chủ phố có ý kiến mời chị Diệp Thu đến giúp việc cho nhà hàng Sao Xanh, qua sự giới thiệu của tôi, anh đã từ chối bằng một câu đói cho sạch. Cô Thủy, xin cô hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Sự thật lúc nào tôi cũng kính trọng cô, cũng coi cô như là một người bạn thân, chứ không có thâm ý gì khinh rẻ cô đâu. Cô đẹp lắm, lại thông minh nữa. Tôi nói thật, bất cứ một người đàn ông nào mà chưa lập gia đình cũng đều mơ ước có một người vợ như cô là hoàn toàn hạnh phúc rồi đó. Còn đối với anh, khổ quá, cô cũng như biết tôi đã có vợ có con rồi mà tôi bằng lòng làm bé. Trời đất ơi, tội nghiệp mà, đừng nói chơi mà cô. Bộ sợ tôi chia gia tài hay sao mà không dám nhận tôi làm với đó. Ừ, gia tài của tôi là mấy tấm bố cũ và mấy hộp sơn chứ có gì đâu mà sợ. Chứ anh không phải là cậu Hai Hoài, người con trai duy nhất của ông bà ở đồng thôn mấy cái răng à. Thôi, giấu tiền chỉ tán. Câu chuyện từ ngày xưa, khi anh còn là một cậu học trò ngây thơ, đã dâng lời cha mẹ đem trầu cao để hỏi vợ. Một cô gái sang giàu, con của ông bà phán lợi đại điền chủ ở Cần Thơ, để cho tương xưng với câu môn đăng hồ đuôi, và để đặt trọn hy vọng tương lai vào trong sự nghiệp của gia. Tự do liên ái đã nặng hơn lòng hiếu thảo công sanh, vì lúc ấy cậu Hai Linh đã tốt nặng tình với một con nữ, con gái của người ta điền viện rượu sát hơn. Người ấy chính là chị Diệp Thu, một hình ảnh trên 8 năm trời anh đã tôn thờ.
Thủy, tại sao cô lại biết việc ấy? Ôi, một kỷ niệm đau buồn đã chết với thời gian. Tội tôi đã làm cho ba má tôi giận hờn rồi từ bỏ, cấm không cho tôi về nhà, giờ cũng không nhìn tôi nữa. Sự thật thì ba cậu cũng khắc khe quá ra, không thông cảm được tình yêu của tuổi trẻ trong mối duyên đầu. Quan niệm tự do liên ái mà cậu đã đọc qua sách vở của nhà trường đã chống lại ý niệm chọn vợ gả chồng theo giai cấp sang, cho nên chàng rể tên Linh bỏ nhà tuôn đi với người yêu lý tưởng, rồi bỏ nơi chung nhau cắt rung tờ giá ruộng đồng để sống một cuộc đời đầy gió bụi chúng thành. Thì tôi cũng không phải là thằng con bất hiếu chạy trốn gia đình giữa buổi tân hôn, mà tôi phải dẫn cô rời bỏ quê hương là vì bổn phận của cả một đời, nó chính là cái bào. Lúc ấy quan niệm của tôi trăm người đàn bà đều không có nghĩa, nhưng một đứa nhỏ là cả một cuộc đời. Không có người đàn ông này họ sẽ yêu người khác, nhưng bỏ một đứa nhỏ lạc loài thì tai hại nó sẽ kéo dài đến 18 năm sau. Xã hội ngày nay mà có nhiều hư hỏng là nghe nỗi lỗi của người xưa đã gieo giống nghi mà không chăm sóc dung trồng. Vậy mà tôi đố anh nha, tại sao tôi lại biết rõ những chuyện ấy chứ? Chắc vợ tôi kể lại cho cô nghe phải không? Ôi, sức mấy mà chị Thu chỉ kể lại. À Linh à, tại sao anh không tiếp tục được trong lúc anh đang theo đuổi gần 3 năm? Tại sao cô Thủy lại không đi học y khoa để làm bà bác sĩ, hay là học luật để mặc áo đen rồi đi làm nghề chiêu đãi hả? Tiền. Một vật trong sạch mà dơ bẩn, một thứ đáng ghét mà ai cũng yêu. Hôm nay cô Thủy có vẻ là một nhà triết học rồi. Thôi bỏ đi Tám, đừng ngạo hoài đó. Lo vẽ cho mau, xong lãnh bạc trả tiền nhà cho bà chủ phố nha. Kẻo bà mời ông Lâm Văn Lục đến đây đập di bằng liền đồ ra ngoài đường. Giống như cái bà nghị tê đó, tha hồ mà miếu. Thôi mà tụi mình là dân ABC cả mà. Cậu Linh ơi! Trời đất ơi, sao mà Linh dữ vậy? Mới nhắc cái bà chăn lửa, bà qua liền. Thầy hai, hôm nay là ngày 16 rồi, gần 2 tháng tiền nhà rồi, thầy cho tôi xin đi chứ. Dạ, dạ xin bà chủ để cho tôi vài ngày nữa, tôi giao bức tranh này là tôi có tiền trả cho bà hai à. Tôi nói thầy hai đừng giận, thời nãy là âm thạnh dương suy, đàn ông nhiều thất bại, đàn bà dễ làm nên bạc triệu như chơi. Mà cô hai ở nhà đây vừa có duyên vừa bắt thiệp, vừa thùy mỹ dễ thương vừa đẹp tờ như tiên. Nếu thầy để cô đi làm phụ việc cho tôi, chỉ vài tháng trời là có nhà lầu xe hơi. Chúng tôi cảm ơn bà đây đã có lòng thương hại, giúp đỡ cho nhà tôi có công việc để làm ăn. Nhưng từ trước đến giờ chúng tôi vẫn sống quen quen với cuộc sống thanh bần nên chẳng dám đùa chen. Tôi nghĩ rằng cứ đổi giọt mồ hôi mới giữ con người có đôi chút thành cao, nên không giáo mau lẹ bằng
một con đường tắt của bản thân. Tuổi hổ cho những người có điểm lương tâm còn lại. Ôi trời ơi, giữa thời đại vàng thao lòng tồn mà có chuyện lương tâm thờ khổ ngàn nhân. Chủ đã nghĩ đến gia cảnh của chúng tôi, nhưng ở trên đời này mỗi người có một quan niệm sống chẳng ai giống ai cả. Chúng tôi không có mộng ở nhà lầu đi xe hơi bằng sau này, nó nên người không nhất thiết học trường Tây. Người Việt Nam nào cũng có hy vọng nước mình sớm. Trời ơi, độc lập dân chủ tự do, ai cũng nghĩ như bà. Rồi làm sao có được nữ giới tham gia nhiều ở quốc hội quốc hè. Lại cô nữa, bộ nôi muốn noi gương các bà nghĩ tơ. Chứ cha chứ chết ở hội đồng gù làm trò hề chứ thiên hạ làm sao. Thôi cho qua can đi em. Thôi cô Thủy mình về kẻ bà Năm đợi. Nhưng hôm nay tôi làm gì có tiền mà đâu chết. Thì cái đồng hồ đó mà đi, lấy sáu thiên đủ chết rồi. Thôi không sát chết thì thôi chứ không đánh một chết mà ra rìa chán lắm. Thôi bữa nay cho xin đi. Thì cứ đưa làm một chết đi, chết sao thiếu tôi cho mượn. Chứ có làm sao. Được. Đi. Trời ơi, tôi thiếu 6,000 rồi còn gì nữa. Trời ơi, thì ráng ok. Về để cậu Linh làm gì á? À, sao mắt tôi hôm nay bỗng nhức quá vậy cả. Mình. Hử? Con đâu? Sao mình ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó? Bé Khanh nó đợi mình lâu quá. Nó đói bụng nó xuống luộc cơm. Mở mắt cho mình nè. Chai thuốc kia không còn một giọt nữa. Vậy à? Anh vừa tính lấy ra nhỏ anh mới hay là hết đó. Mình nằm xuống. Để em nhỏ thuốc cho rồi đi nghỉ. Bác sĩ đã dặn không cho mình làm việc nhiều. Mà đêm hôm khổ mới đòi tiền nhà đây nè. Vậy hả mình? À. Ngày mai là họ đang tân gia rồi. Nếu chiều tối mà mình không giao được bức tranh này là họ có thể bỏ tiền đặt cọc đó. Thì kệ họ, em thì em nhất định là hôm nay không cho mình vẽ. Cặp mắt anh thấy quý hơn bạc tiền mới được. Nhưng mà mắt anh chưa có mù rồi em lo. Anh, sao hôm nay anh nóng nảy vậy? Hay là em có làm điều gì để cho mình buồn? Nếu có thôi em xin lỗi mình nha. Anh phải xin lỗi mình mới đúng chứ. Có lẽ tại nóng nực làm anh khó chịu cho nên anh quạo quọ vô lý với em đó. Vợ anh ngoan và đẹp quá. Mình ơi, mình vừa vẽ vừa hát hay là vừa ngâm thơ cho em nghe đi. Cả tuần lễ nay em không có nghe mình hát nữa. Rồi em ngồi yên một chút đi. Anh sẽ vừa vẽ vừa ngâm thơ cho nó mau xong ha. Ai mua trăng tôi bán trăng tôi, chẳng bán tình một nửa đời trai hàng mà tử. Đau buồn khắc khoải chốn quan sơn. Hàng mà tử người ơi, lời thơ buồn thế thầm. Nghe bài thơ kể chuyện người ta mà em tưởng chừng như tâm sự của đôi mình. Nếu năm xưa anh không vì nặng nghĩa thì ngày nay em đã giang dở duyên tình. Rồi chính em sẽ là hạng mắt tử, còn anh là nàng tố nữ móng cầm. Đồng Tháp 10 là nơi ghi dấu cảnh biệt ly, cũng như lầu ông hoàng đó nơi họ từng xây mộng. Thượng đế đã ban cho con người sức sống, sao còn nỡ gieo đau thương tuyệt vọng mà chia rẽ nhân loại. Đã quá khuya rồi, thôi anh đừng vẽ nữa. Hãy xếp gọi dẹp màu đi nghỉ rồi sáng mai sẽ làm. Ta không nên vì một chút tiền bạc nhất thời mà làm hại cả cuộc đời trai trẻ. Em à, anh không còn là một họa sĩ thuần túy, tô điểm sắc màu cho thanh tươi tác phẩm. Anh không thể vì mục đích nghệ thuật trao trọn tâm hồn cho nét cỏ thấm vào tranh.
mà bây giờ anh chỉ là một người thở dẻ đem chút mồ hôi đổi lấy chén cơm, đổi lấy bạc tiền để nuôi vợ nuôi con. Vậy em cứ để cho anh làm thêm vài giờ nữa và anh sẽ hoàn tất bức tranh cho đúng hẹn sáng giao hàng. Trời ơi, tại sao mắt tôi bỗng dưng nhòa như ảnh, cảnh vật quay cuồng như ảo giác trong mơ. Có lý đầu đêm nay trời nở cướp đi ánh sáng để cho đôi mắt nghe này nghe mãi mãi chiều âm u. Mình, trời ơi, hình như mắt của anh không còn trông thấy gì nữa cả. Thu, mình, chẳng lẽ anh bị mù? Mình ơi, mình thấy cái gì không? Mắt mình bị nhức hả? Mình ơi, em sợ quá. Mình ơi. Trời ơi, không lẽ tôi bị mù? Tôi không còn trông thấy cả vợ tôi nữa. Thu, mình, em. Mình ơi, trời ơi, ai cứu chồng tôi? Mình ơi. Ông anh uống gì thêm ạ? À? Whisky, nhưng với điều kiện là rót và lại đây ngồi uống với tôi. Dạ, thưa ông anh, không cho. Cô ấy là thôn nhân viên đó, không được quyền ra ngoài này để mà tiếp khách. Ủa này, có cần biết cô ấy làm cái thống chế gì? Chỉ muốn mời đãi một ly thôi, cô đừng có văn chương lộn xộn. Hay là chê tụi này không có tiền trả? Tụi này là dân chịu chơi mà đâu có thèm chơi chịu. Dạ, có ai bảo ông anh là không có tiền đâu. Nhưng ngặt gì luật lệ. Luật lệ cái gì? Bộ cô muốn cản trở lưu thông hả? Thôi là để nhẹ cho cô một quả vô mặt bây giờ. Không biết thằng Tư xe ba này hay sao? Dạ thưa ông anh họ, làm cái nghề chiêu đãi viên như chúng tôi mỗi ngày cũng được nghe chừng vài chục lần những lời hăm dọa như vậy. Dạ riết là nó cũng quen tai rồi. Dạ, ông anh chắc là chưa say nên nói toàn những chuyện vui đùa. Dạ, thật là có duyên, ai trông thấy cũng phải bắt mê. Tướng người sáng cả thanh nhã như một phong lưu công tử, ít ai sánh bằng cái tư cách hoàn toàn của anh. Em này chịu chơi chắc em mà vừa mới uống thuốc liều, dám mò tới đây toan thử sức hay muốn cùng ly. Chúng em là gái chiêu đã yêu đuối nào dám chạm đến tự ái. Những ông khách hàng đủ tư cách một người hào nhân. Dạ, ông anh dùng thêm cái còng sông mai sông nữa nhé. Dạ, ông anh nói chuyện có duyên quá. Dạ, nói chơi mà y như là thật vậy. Đừng giỡn mặt khó làm việc, giọt đi tám. Dù duyên, xin phép ông anh nha. Bà chị cho đàn em kiến nghị chút đi được không? Dạ, xin ông anh cứ phát biểu. Tôi biết người ngồi trong kia là cái xe. Nhưng bởi là hoa hậu của cái ăn nam giao chỉ ta nó hiếm hoi, nên không dám nào bà chủ cho nữ thần núi lửa kia quá bộ xuống đây cho ạ. Tại hạ xin cái hân hạnh mời một cái ly cam giác có được không? Hay là bà đây vẫn một mực chối từ, cho chúng tôi là loại khách hàng hạ cấp, chỉ toàn xài bát đồng mà chẳng có đô la, thế nào? Bà chỉ trả lời đi. Dạ, dạ, cái đó là hoài quyền hạng của tôi, thì cô ấy làm phỏng sự thâu nhân viên, chỗ ấy không được tiếp khách hàng như những người có thể chịu đại diện. Nhưng tôi cố giúp ông anh được hay không là còn tùy ở cổ á. Thành khiêu qua đây, Mr. Bà chỉ cái đã ha. Cho một whisky soda và một ly cam giác hột gà. Đây cô em. Dạ, xin chào ông. Hân hạnh được tiếp kiến hoa hậu Việt Nhật Lèo. Mời người đẹp. Ngồi ngồi, cứ tự nhiên. Cô em tên gì nhỉ? Dạ thưa, tên Diệp Thu. Ôi à, Diệp Thu.
Ôi cha, cái tên nghe lâm ly bi đát quá. Mời cô Dung. Dạ thưa, dạ cảm ơn ông ạ. Bình sanh tại hạ chán ghét cái trò tự giới thiệu, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ, xin phép người đẹp cho kẻ hèn này được long trọng tự giới thiệu tiểu sử tranh đấu cách mạng sôi thịt một phát được không? Xin ông hãy nói chuyện lịch sự một chút. Vì tôi là gái đã có chồng, tôi làm ở đây với tư cách là một thâu ngân viên chứ không phải là... Thôi mà can du đi, đừng có làm bộ ngây thơ cũ nữa. Tụi mình cũng là đồng điệu giang hồ nên thành thật với nhau hơn. Hai sắp được không? Xin lỗi ông nha, tôi không thể tiếp chuyện với ông được nữa. Thôi bà sắp đi, chịu đi nha. Thôi thêm một kim nữa đó nè. Bốn sắp này cầm lấy đi cứ. Cố gắng. Mày dám đến tao ha? Mày dám đến tao ha? Dừng lại. Hả? Dừng lại. Chúng ta là những người đàn ông, không nên dùng lối vũ phu đi với một người phái yếu. Mày là thằng nào? Việc gì xí vô? Muốn gì? Muốn gì cũng được, nhưng đây là chỗ làm ăn buôn bán của người ta. Nếu cần xin mời ông bạn bước ra ngoài cửa. Mày là ai? Tôi hả? Tôi là tôi nè. Muốn sống hay bỏ cái chai xuống? Bằng không hả? Anh sẽ chẳng có thời giờ hối hận đâu. Dân này chịu chơi mà đâu có sợ súng như vậy. Trả tiền rượu đi, rồi tôi cho chú một tiếng đồng hồ, tôi chờ. Được lắm, mày nói thì có dư lời. 15 phút nữa mày sẽ biết được lực lượng của tư xe ben này là thế nào. Ngồi đó đi. Nhát như thỏ đế rồi cũng muốn làm trời. Dạ xin cảm đội ơn ông. Cô Thu, xin cho tôi được phép mời cô uống một ly nước ngọt và được làm quen với cô một đôi lời nhé. Tôi xin ngồi hầu với ông thôi, còn tôi mới uống nước rồi. Gần 2 tuần lễ nay, tối nào tôi cũng đến nhà hàng này để uống có một vài ly nước ngọt và ngồi khuất trong bóng tối. Tôi chắc thái độ ấy đã đem đến một vài nhận xét không mấy gì tốt đẹp ở cô hoặc là ở bà chủ. Hôm nay có lẽ là một dịp may để thanh minh. Khi thái độ như có vẻ mập mờ, mà đã gần 2 tuần lễ nay tôi đã có mặt ở nơi đây. Tôi theo vết chân cô như một vị gã công tử bột mê đào. Cứ mỗi tôi lại vào ngồi một góc nhà để trồng cây si. Đó là ý nghĩ của ông, quá khiêm tốn mở lời. Chứ sự thật ở trên đời không có chuyện động trời ấy. Một thực khách sang trọng như ông, tư cách lại rất đàng hoàng, hết thảy trong nhà hàng không một người dám nghĩ sai. Mà sự thật là tôi đã đến để nhớ theo bóng một người, không phải vì nhan sắc tuyệt vời hay vì dốc hình cân đối, mà vì một cái gì khó nói. Người ấy chính là, chứ không phải là tôi. Xin ông đừng nói lời mỉa mai, tôi có đáng gì để ông bận tâm. Không, tôi đến đây hàng đêm và ngồi trong góc tối kia hàng giờ để nhìn cô đấy cô Thu à. Tôi chắc không phải thế đâu, ông nói đùa. Không, tôi nói thật đấy. Nhưng không phải ngắm nhìn cô với thái độ của một cây si hay tâm địa xấu xa của một tên sở khanh mê sắc đẹp, mà nó có một động lực khác sâu xa hơn cô à. Nếu không có điều gì quan trọng lắm, ông có thể cho tôi tò mò hỏi thăm tới nữa không? Nếu cô không hỏi thì bổn phận tôi cũng phải nói. Đây này, cô xem, có phải là tấm ảnh cũ của cô phải không? Không phải tôi, có hơi giống tôi thiệt, song người trong hình đẹp hơn tôi nhiều. Thưa ông, có phải là ảnh của bà nhà chăng? Cách đây 4 năm về trước, Hiền vừa rời bỏ ghế nhà trường để bước lên xe hoa. Một cuộc hôn nhân mà ai ai cũng cho là lý tưởng. Chàng là một kỹ sư mới vừa được văn bằng kiến trúc quốc tế, nàng là một khoa khôi trường đại học văn khoa. Hai bên cha mẹ đều là triệu phú, tiền bạc dư giả, tình yêu có thừa. Bao nhiêu dự tính tốt đẹp cho tương lai bị hoàn toàn đổ vỡ. Sau khi chàng trao vào tay vị hôn thê chiếc nhẫn để đánh dấu cuộc hôn
nhân. Lòng đến trọn đời không đổi thay, bao mộng ước cho tương lai đều như nở một mùa hoa mai. Nhưng chỉ sau 20 phút khi tuyệt vời thì con dâu đã nhắm mắt lìa đời. Trên chiếc xe hoa vừa xây đắp mong lành đã sụp đổ tan tành trên đường quê. Đêm qua chút kia đã nghĩ đổi thành từ nhà biệt, ôi nàng đã ngã đi rồi, nàng đi mà không kịp lời tôi rằng người vợ bất như hạnh kia tên Hiền đã về miền hư vô. Nàng chính là người chụp bức ảnh kia, còn người chồng ấy là tôi. Ơi, bi thảm quá. Vì lẽ đó, hôm tôi gặp Thu lần thứ nhất ở ngã tư Hồng Thập Tự Cao Thắng, tôi bàng hoàng tưởng đâu là Hiền mới hiện về. Thế là tôi theo đón gót cô đến đây, và rồi như cô đã biết, đêm nào ông cũng ngồi trong một góc tối kia để ngắm nhìn một hình dáng cô. Có lẽ vì hạnh phúc dục bay khỏi tay ông một cách đột ngột quá, làm cho ông thành ra một người ngẩn ngơ, ngơ ngẩn chẳng yêu đời. Ông đã sống trong mơ suốt 4 năm rồi. Ông đã sống với người vợ trong dĩ vãng, sống vì một mối tình cao thượng mà chỉ tìm được vào những giấc chiêm bao. Tôi tưởng đâu hoàn cảnh của chồng tôi là một nỗi buồn to lớn, nhưng được nghe tâm sự của ông tôi thấy mình may mắn nhiều hơn. Chồng tôi vì quá thương vợ con mà hiện giờ đã trở thành tàn phế. Vì không còn một con đường nào khác, bất đắc dĩ tôi phải đi làm cái nghề này để nuôi hy vọng dành dụm một số tiền chải chữa mắt cho chồng. Tôi đã biết rõ mọi hoàn cảnh, mọi nỗi khổ ghi tâm của một người vợ quá thương chồng. Tôi đã phải căng răng rút lệ, nhắm mắt đưa chân đi tận cuối đường cùng. Lòng thì vẫn tự nhủ là không bao giờ xa ngã, nhưng cảm bẫy của đô thành vật chất cứ mãi bủa vây. Rồi đây tôi sợ đến một ngày nào đó, vì áo cơm cho con trẻ, vì thiếu than thuốc chữa chạy cho chồng, rồi không biết thân phận má hồng thu còn có giữ được tấm lòng tin. Xin thú thật là đã có hơn một lần tôi nghĩ suy về việc ấy, nhưng trong mỗi con người đều có tòa án của lương tâm. Dục vọng tuy nhiều nhưng lý tưởng cũng không phải ít. Xấu hay tốt đều do mọi sự cố gắng tự kềm hãm lòng tham của mình. Hôm nay tôi muốn giúp Thu vượt qua hoàn cảnh. Nếu Thu cho phép tôi được coi Thu như người em gái, qua hình ảnh của Hiền một người vợ chưa chung đụng hôn chân, tôi sẽ lo chữa trị mắt cho Linh, lo nuôi nâng cháu Khanh đi học. Tôi xin thề với lòng mình rằng không bao giờ đi qua bổn phận của một người anh, trong tinh thần máu thịt của một người bạn chân thành, không vụ lợi, không giả tâm, để tôi được nhìn thấy vào thương.
như cái nhìn của một nhà tu sĩ trong sạch đến tận tâm linh, mà không gần bận nhờ nghĩa của chút bụi đời. Được không tôi? Tại sao Thu không chịu trả lời tôi biết? Hay là Thu còn chưa tin được lòng tôi? Thu sợ lời nói của tôi không thể đi đôi với hành động. Hay là... Dầu có tin ông đi nữa thì tôi cũng không thể nhấn lời. Vì sao chứ? Vì dư luận của xã hội này có lẽ không cho phép tôi nhận tình bạn chân thành của người khác giống. Hơn nữa hoàn cảnh của gia đình chúng tôi cũng chưa đi đến một con đường tuyệt vọng. Vì tôi còn có thể đi làm, đổi sức lao động lấy đồng tiền trong sạch, và mỗi cám dỗ sang giàu chưa lai chuyển được tình nghĩa keo sơn. Tôi đi làm để có tiền nuôi chồng nuôi con, thì giá trị tinh thần kia mới đáng trọng. Chưa kể nhờ ăn bám thì có hơn gì một loại ký sinh trùng. Nhưng dù sao tôi cũng cảm tạ ơn ông với tất cả lòng tin tưởng chân thành. Có lẽ thái độ của tôi làm cho Thu ngờ vực. Biết sao hơn bây giờ? Tôi phải sửa soạn về. Một lần nữa xin ông nhận sự cảm ơn tha thiết của tôi. Không bao giờ tôi có ý nghĩ quấy với một người ơn đâu. Ông đừng bận tâm ái ngại. Nếu Thu nói là Thu không ngờ vực hay nghĩ xấu cho tôi thì xin phép Thu cho tôi được đưa Thu về nhà, được coi Linh như một người em trai và cháu Khanh như một đứa cháu ruột. Dạ, điều đó thì thôi xin để tôi nghĩ lại. Còn bây giờ đã trễ giờ, xin phép ông nha. Thưa bà chủ, 11 giờ rồi, xin cho tôi về trước. Hay là cô đợi đóng cửa ba rồi về luôn cho đỡ tốn tiền xe. Hôm nay ba dạy con làm toán nhân nha. Dạ, con viết lên bảng như ba vậy ha. Chọc ba ha, lát nữa má về ba mét đánh con cho mà coi. Đó, ba quê một cuộc ha. Cái gì động chút á, ba cũng về ba mét má hết á. Không thèm chơi với ba nữa đâu. Cô kìa, chạy đâu vậy con? Ừ, ba nói chơi mà con giận sao? Lại đây con gái, gái cưng, lại đây. Con đây nè. À, lại phá ba nữa thấy không? Con ghét ba lắm, không thèm chơi với ba nữa cho mà coi. Ai biểu con cứ phá ba không ngừng tay, học thì không học chỉ lo ghẹo chọc ba nghe mép má đánh đòn, lại khóc hoài đến méo mồm. Động chút thăm mét à, ba quê một cuộc đi. Sức mấy mà ba quê con? Không thèm đâu, ba chọc con hoài ha. Thôi nè, con đừng lộn xộn giận hoài ba giận. Con thương ba quá, thương nhiều vô cùng. Con thương ba hay là thương má? Có thương ba không? Dạ thương. Nhưng mà con thương má nhiều hay là ba nhiều? Con thương má hơn hả? À, thương má hơn ha, sợ à. Thôi làm toán đi con. Lại đây, con làm toán đi. Rồi đó, con làm đi. Ba ra ngoài đón má, má sắp về đó. Anh Linh, anh đang suy nghĩ gì vậy? Có những lúc trong đầu óc con người chỉ là một khoảng trống. Vừa rồi tôi cũng đã cố nhét vào ấy một ý nghĩ gì, nhưng không hiểu tại sao chẳng được. Khoảng trống ấy như một khoảng không khí đông đặc cả đầu. Và ngay bây giờ tôi cũng không hiểu tâm trạng của tôi nó ra sao nữa cô à. Tình trạng của anh hiện giờ tuy có hơi bi đát, nhưng chưa phải là hoàn toàn tuyệt vọng chứ mày. Bệnh mắt này nếu có tiền đi ngoại quốc họ sẽ trị được dễ dàng lắm anh. Nếu có tiền, chỉ có một chữ nếu ấy cũng đủ làm cho mọi hoàn cảnh của con người trong xã hội này hoàn toàn biến đổi đúng như cô nói lý luận vừa đây. Hoàn cảnh gia đình chúng tôi dần trắng tay chạy cơm gạo ngày đêm, mà cũng không đủ no tất giả thì còn mong chi đến việc để dành tiền bạc đi bệnh
cho lành. Hai bác ở miền Tây là điền chủ ruộng cỏ bay, sao anh chẳng cậy nhờ đành ôm mình đợi chờ. Thà chết đi không bao giờ tôi ôm nhục mà tôi trở lại quê hương. Sao vậy anh Linh? Vì tôi là một thằng con bất hiếu, cha tôi xóa tên trong dòng họ từ lâu rồi cô à. Anh không cần về, nếu muốn tôi sẽ xuống dưới gặp ông bà. Anh chỉ cần viết một bức thư thôi. Cảm ơn cô. Tôi có thành người tàn tật suốt đời vẫn không dám nghĩ đến việc làm nhục nhã ấy. Không phải chỉ nghĩ đến thân anh mà anh phải còn nghĩ đến bé Khanh nữa chứ. Nếu tôi có bề gì thì thôi, mẹ nó cũng sẽ lo cho nó được mà. À, lẽ ra tôi không nên cho anh biết chuyện này, nhưng thấy anh là một người quá thật thà, quá tin tưởng vợ. Anh Linh à, có lẽ anh cũng đã qua một lúc nào đó nghĩ rằng xã hội này nhiều cạm bẫy, nhất là ở trong những nơi hỗn tạp như cái chỗ hành nghề của các cô chiêu đãi viên. Dầu cho một người đàn bà trong sạch đứng đắn tới đâu rồi cũng có một ngày sa ngã thôi. Tôi biết thu không phải là thần thánh, nhưng đến giờ này tôi cũng tin tưởng ở vợ tôi. Cô Thủy ơi, đã lắm phen trải qua nhiều giông tố, với bao nhiêu nhọc nhằn lao khổ đã làm cho tôi hiểu rõ nhau. Tình nghĩa keo sơn hơn 8 năm trời. Đối với tôi Thu là một người vợ hiền chung thủy, đối với bé Khanh Thu là một người mẹ hiền không gợn chút xấu xa. Tôi tin Thu còn hơn tin lòng tôi nữa, nên tôi đã trao trọn cuộc đời hy vọng này tôi đặt cả cho nàng. Cũng như tôi tự nguyện với lương tâm rằng tôi sẽ yêu vợ con tôi cho đến tận cùng hơi thở. Có bao giờ chị Thu nói với anh rằng mỗi bữa chị ấy đi làm về đều ngồi chung xe với một người kỹ sư trẻ tuổi đẹp trai nhiều tiền tiêu như đổ nước? Cô Thủy, cô không nói chơi đó chứ? Tôi biết nói ra cho anh nghe thì anh sẽ khổ lắm, nhưng không nói ra hôm nay để đến một ngày nào đó thì anh sẽ khổ gấp trăm lần. Sự thật là hơn một tuần nay chị Thu đã ngoại tình. Ngoại tình? Phải, chị ấy đã cặp bồ với anh chàng kỹ sư sang giàu đẹp trai hào hoa phong nhã. Tôi không biết có phải chị ấy chỉ cặp bồ với mục đích đào mỏ để lấy một số tiền để chải chữa mắt cho anh, hay chị ấy đã ngoại tình vì si mê lời đường mật của một gã sở thanh. Sự thật là như vậy. Thôi, tôi gian cô đừng nói gì thêm nữa. Cô Thủy à, tôi xin lỗi cô. Tại sao tôi lại sợ hãi một sự thật? Tôi muốn lắng lòng để nghe cô kể tiếp chuyện trước mắt cô trông thấy và những điều cô nghĩ về tôi. Cô nói đúng, vì cô đã có kinh nghiệm sống trong đời nghề. Không một cô gái bán ba nào có thể thoát ra sự cám dỗ của ma dương vật chất. Cô Thủy ơi, tôi xin cô nói hết sự thật, dầu cho sự thật kia có não nề chua chát. Nó có dễ đầy nhớ bận,
nhưng nó vẫn là một sự thật mà không ai có quyền phủ nhận. Cô Thủy ơi, có lẽ câu chuyện hôm nay là định mệnh của tôi rồi. Cô nói đi. Tôi xin thề là tôi rất bình tĩnh để nghe cô nói. Vợ tôi đã ngoại tình với một gã kỹ sư. Kìa, tại sao cô không nói tiếp? Tại sao cô không nói tiếp cô Thủy? Hả? Anh có thể vô gặp Linh bữa nay được không? Mai anh ra công trường ngoài rồi. Chưa được đâu. Thôi anh để tuần sau đi. Anh về đi, em sẽ cố thu xếp. Anh đợi em thay đồ rồi đưa em xuống dưới ấy nha. Ha. Trời, vợ tôi. Minh, Minh ơi, biết anh đâu. Hôm nay bà chủ đến trễ làm em phải ăn bánh mì trừ cơm. Em có mua về cho mình và con hai dĩa cơm nè. Vậy à? Ủa, sao bữa nay mình có vẻ nó sao á? Sao đâu em. Chiều nay anh nhức đầu quá chứ có làm sao đâu. Có lẽ tại mắt anh nó hành đó. Nhưng mà không sao đâu. Bé Khanh nó đợi mình mãi cho nên nó ngủ rồi. À, cơm gì mà ngon quá vậy hả? Em đã bảo mình bệnh thì đừng có làm cái gì hết. Cứ việc nằm nghỉ dưỡng sức đi. Mình lò mò làm hết việc nọ tới việc kia hả? Cả đến việc giặt áo quần cho con và cho em mà mình cũng giặt nữa. Thì ở không riết là nó cũng buồn. Anh giặt đỡ quần áo cho con tới khuya rồi em về thì em khỏi giặt cái gì. Có điều là anh giặt xong mà không ra phơi được, cho nên nó phơi tưới sưởi trong nhà chắc em sốn mắt lắm phải không? Em không muốn cho mình làm một việc gì hết. Mình phải nằm nghỉ để em lo. Hơn 8 năm trời mình đã khổ sở với vợ con, đến đôi mắt không còn trông thấy ánh sáng. Bây giờ mình cho phép em làm bổn phận của em, bổn phận của một người vợ hầu hạ săn sóc cho chồng. Vì mình đang đau chớ nên lo sầu, hay nghĩ gì dơ dần, cứ thuốc thang ít lâu để em được đền ơn. Ngày xưa anh đã hy sinh vì em mà buông trôi biết bao nhiêu lời danh. Xa quê hương cam dở gian, sống gian nan và lầm than cơ khổ. Mình đừng lo âu đến thân anh nhiều, hãy nghĩ cho cuộc đời tươi sáng. Cô nuôi đứa con cho sau này nên người không. Em xin hứa với mình là lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến việc chạy chữa mắt cho mình, và lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến việc dạy dỗ săn sóc cho con thơ. Em thề là không bao giờ em nghĩ bậy, mình cứ tin em. Mình làm anh nhớ đến má anh. Tội nghiệp, nếu như năm ấy má còn sống, chắc ba đã chẳng từ anh, và vợ chồng mình đã khỏi phải sống vật vã trôi giạt đến bây giờ khổ như vậy nè. Thôi mình vô buồng thay đồ để đi làm, chứ không người ta đợi. Mình không nhắc chắc em quên. Tối nay đầu tháng bà chủ bảo em làm thêm giờ, bà trả tiền phụ trội đó mình. Đêm nay em về trễ nghe mình. Thôi, mình đi làm kéo kéo trễ người ta đợi. Bà chủ tử tế lắm, mình đừng lo, thôi em đi nghe mình. Trời ơi, sự thật sao mà lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi không muốn tin mà nó cứ len lỏi từng bước một vào tim. Để cho tâm tư khoác khoải sự thật, nó đã hành hạ thân tôi tê tái đến tận đáy linh hồn. Tôi tự hỏi lòng tôi,
có phải nghi hận ghen đến hay chỉ vì những mặc cảm đau buồn tưởng tượng rồi tự đặt mình vào cơn ác mộng không chiêm bao. Thu ơi anh vừa gọi đến tên mình như một xác ma đã chết đi tình cảm. Đầu óc anh bây giờ là một khoảng trống không, anh không còn khả năng gì nữa để suy tư. Bao kỷ niệm đã lui dần vào trong bóng tối thầm mình yêu, mình đã có người bảo bọc. Có thương anh thì xin hãy nghĩ đến con. Vĩnh biệt mình, thôi hết rồi, hết rồi hy vọng, thôi hết rồi nhớ thương. Tất cả xin trả lại cho đời. Thua khanh vợ con tôi, những tiếng ấy đôi với tôi bây giờ sao nghe xa lạ quá. Hết buồn, hết giận, hết nhớ, hết thương. Ôi, tôi đã trở thành một thằng mù nghi mất trí, một thể xác nghi đã bỏ lạc mất cả linh hồn. Một bước chân dẫm lên không gian là một đoạn đường thu ngắn để gần âm phủ. Một bước chân đi vào thời gian là tiếng hiệp xa dần bị quên mất cả mọi người thương. Mình ơi, ngủ rồi sao cửa không đóng? Sao mà nhà cửa tối thế này? Anh Linh ơi, anh Linh à, anh Linh, Khanh, ba con đâu? Ba con ngủ ngoài võng mà má. Ủa, anh Linh ơi, anh Linh à, Linh. Ủa thơ gì vậy? Mình yêu, mình đã có người bảo bọc. Có thương anh xin hãy nghĩ đến con. Vĩnh biệt mình. Trời ơi, trời ơi Khanh ơi, ba con đã bỏ đi rồi. Ba con đi rồi má. Anh Linh, Linh ơi, em đâu phải là một người đàn bà khốn nạn vì tham bảo phù hoa mà đổi giả thay lòng. Em tưởng đâu đi làm để lấy tiền nuôi con và tang thuốc cho chồng. Nếu biết trước như vậy thì chẳng thà rằng ở nhà để cùng nhau chờ chết. Chứ em đâu nỡ để cho anh đến nỗi hiểu lầm rằng vợ mình là người đàn bà lang tâm rất lớn. Vì tham tiền tham bạc mà nhẫn tâm đáp nát chữ anh. Hồi nãy ba mới đưa giọng hát cho con ngủ mà. Ba giận má, ba bỏ nhà đi rồi. Khanh ơi, ma khổ ba con ơi. Má, ba ơi, sao ba nỡ bỏ má con? Ba đi đâu? Ba đi đâu vậy ba ơi? Có lẽ ba con đã ra đi từ hồi sáng sớm. Ba, sao ba nỡ bỏ con bé dại? Ba giận hờn gì mà ba chẳng nói cho con hay. Rồi đây mỗi sáng ai mua xôi cho con ăn, ai dạy con làm toán, ai nấu nướng giặt áo quần, ai mua áo đầm, ai hát cho con ngủ. Ba đi rồi con buồn, con khổ mà má con cũng khổ cũng buồn. Đường rồi làm sao đây? Tội quá, chắc ba té ngã mất thôi. Má, má ơi, má hãy chạy đi tìm ba chứ con không thèm để ông đi xa. Cô Thu ơi, cô Thu. Dạ. Cô Linh có nhà không? Không, nhà tôi mới đi.
không biết đi đâu nữa. Có chuyện gì hả bác Tài? Thôi đúng rồi, nguy lắm rồi cô ơi. Cô đến ngay nhà thương Sài Gòn coi có phải không. Chứ tôi mà về ngang ngã ba đường Phan Đình Phùng đó, tôi thấy đám đông bu lợi, rồi thấy cái xe hàng đụng ngã một cục đèn. Trời ơi, họ nói cái chiếc xe nó cán nhầm người mù nên lạc tay bánh nó. Trời ơi, chết rồi. Bác là mới mất chở tôi dùng lại nhà thương xem. Chứ còn giờ này đâu có xe cộ gì nữa. Khánh ơi Khánh, con ở nhà đợi má nghe không? Đừng sợ, đừng khóc nghe con. Để má đi kiếm ba về. Má đi con mau về đi má ơi. Con nhà mình tôi sợ lắm má ơi. Bé con. À, ông là ai vậy? Đừng sợ, chú là bạn của ba má cháu. Chú biết má cháu vừa đi, chú ở đây chơi với cháu, đợi má cháu một lát trở về. Không, tôi sợ ông lắm ông ơi. Đừng sợ. Ai biểu cháu la? Tại cháu la nên chú phải làm như thế đó. Khanh, Khanh, ba mày chết rồi con ơi. Đứng yên. Hả? Cấm là, nếu cô cãi lời buộc lòng tôi phải giết chết. Ông là ai? Nghề của tôi là đạo chích chứ không phải ăn cướp giết người. Cô đừng bắt buộc tôi phải hành động ngoài ý muốn. Ăn trộm, ông đã lấy hết đồ đạc rồi. Cút đi đi, tôi không truy hô lên để đuổi bắt ông đâu. Vì chồng tôi đã chết rồi. Tôi không còn cần một thứ gì ở trên đời này nữa. Còn một thứ quý giá nữa tôi chưa lấy được nên phải ở chờ tới bây giờ. Hả? Ông muốn gì? Muốn cô. Tôi lại ông, tôi lại ông. Tôi là người đàn bà đau khổ. Áo quần tiền của, tất cả đồ đạc đáng giá trong nhà này. Ông muốn gì cứ lấy đi. Lấy đi đi, đừng làm nhục tôi nghe. Nếu chỉ vì những áo quần tiền bạc thì tôi đâu lại tốn công tốn sức và dỡ đấy. Cô, chỉ có cô là món đồ đáng giá nhất trong cuộc hàng đêm nay mà thôi. Biết điều thì được kháng cự, đừng buộc tôi phải giết cô để thoát. Giang ra, nếu không giang, có chừng quân khốn nạn tôi giết mày. Tôi đã giết người. vui quá. Hôm nay bà đã khỏe nhiều, cứ cố gắng tịnh dưỡng thêm vài tuần nữa là khỏi hẳn à. Tôi khỏe nhiều rồi mà cứ chích thuốc tới chích thuốc lui hoài, còn cho uống thuốc nữa mà tôi có bệnh cái cấp khô gì đâu. Ôi trời, mà kệ thiên hạ muốn nói sao mà nói. À, ở đây nè là mấy nhà thân yêu của bà còn có những bộ mặt quen thuộc mà bà sẽ gặp lại sẽ nhớ họ liền. À kìa, à bà chủ nhà hàng sau xanh vừa qua thăm bà nè, bà Thu. Cô Thu, cô còn nhớ tôi không? Bà đây là bà bán hồ ghiền lộn ngay trước này nè má. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời đất ơi, bà lại giỡn chơi nữa, tôi giận bà lắm này nghe. Bà không chủ tới đâu. Thăm nè. Đây nè, bà chủ bà tới thăm mà bà gọi là con mẹ bán một dịch lộn. Vậy thì đây nè, bà còn có một người thân nữa, cô ấy cũng vừa tới thăm bà đó. Đây đây hả? Ừ. Chị Thu, chị Diệp Thu, chị còn nhớ em không? Em là Thủy, một con bạn ích kỷ đê hèn, một đứa gái mất nết thương thân, đã lấy sự đau khổ của người để tô điểm tình yêu của mình thêm lãng mạn. Chỉ vì yêu anh Linh, yêu chồng chị, mà em đã bài điều đặc chuyển sang tác một tấm kịch riêng. Mà không ngờ kết quả đã gieo cảnh tóc tan trong một đêm máu lệ chan. Em là hiện thân con ác quỷ đã lúc sau thể xác đàn bà. Em hối hận vô cùng bởi những hành động điên cuồng yêu đương thác loạn. Em vì lỡ yêu chồng của bạn một thư tình yêu nát mùi lãng mạn dâm ô. Thế mà em đã vui gạt mình bằng những mỹ từ cao đẹp. Em cho là em đã yêu Linh qua tiếng sét ái tình. Cô nói gì mà tôi nghe khủng lỗ tai. Ai yêu ai? Cái gì là tiếng sét ái tình? Mà cô đây là ai? Thật ra
Tôi chưa có một lần nào quen biết. Em là ai? Em là một cô gái giang hồ. Giang hồ từ tâm hồn đến thể xác, giang hồ từ tư cách đến dung nhan, giang hồ từ lời ăn tiếng nói. Em đã chôn lấp cuộc đời em trong dũng bụng lầy lôi, nhưng còn một chút điểm lương tiền để hối hận tội lỗi của bản thân mình. Chị Thu, em xin chị nói lên một lời tha thứ, nói lên một lời khoan hồng cho em được vơi niềm đau. Chị hãy quên đi thảm kịch của đêm thứ bảy, mà tìm lại sự quân bình tình cảm với người. À, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ cô đây có phải là Ngọc Dào không? Vô hy vọng rồi sao chị? Bà không nhớ bà là ai thì làm sao nhớ ra được người khác. Thôi bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bà một người bạn chốt, để ông ta sẽ thay thế tôi mà nói chuyện với bà nghe. À kìa, à, ông ấy đã đến kìa. Ủa anh là anh Hồng đây nè, cô nhớ ra chưa? Không. Hồng nào kìa. Tên người đã đem đến cho em thảm kịch đêm thứ bảy đó. Chuyện đó chắc phải hay lắm ha. Hay hơn chuyện qua một lá không? Chú em hãy kể cho chị nghe đi. Mà đều đừng có kể cái chuyện buồn nhé. Chuyện buồn nghe cái mình muốn cười hà. À, câu chuyện của tôi nó bắt đầu từ năm xưa. Xưa lắm. Dưới miệt cái răng đó có một cậu con của ông chủ điền tên là Linh. Người có một gương mặt tay xoan nhưng răng rỏi, có đôi mắt buồn nhưng không yêu đương, có một tâm hồn nghệ sĩ nhưng cuộc sống lại thực tế yêu đồng ruộng lao công. Năm ấy cậu vào viện đại học dược khoa, mới vừa 20 tuổi, ở trên Sài Gòn về quê thăm nơi sinh trưởng trong một dịp nghỉ hè. Một buổi chiều kia lúa say hạt mới ngát thơm quê nghèo, làm cho lòng cậu sinh viên rung động theo nhịp điệu con tim qua một bóng hồng. Cậu gặp một cô thôn nữ, con của một người bán điền, rồi qua sắc đẹp đi dịu hiền gần gũi với thiên nhiên. Con nghi mắt chợt ghi nhận nhau là đôi tim cùng vừa cùng chung nhịp thở ân tình. Họ đã phải trả một giá rất đắt để được cùng nhau xây tổ quyên ương. Vì ba của cậu Linh phủ nhận mối tình dũng cộng, vì ông cho rằng mối tình đó sẽ làm cho bại hoại gia phong. Thế rồi bị cha già từ bỏ, cậu Linh phải đưa vợ lên Sài Gòn qua lễ, lao đầu vào một cuộc sống vất vả gian lao. Sau một năm dài, hai người đã được với thời Phật nền đi bù cho một đứa con yêu. Khanh, đứa con gái đó tên Khanh. Kim Thu. Kim Khánh. Tại sao tôi không nhớ ra kìa? Nguyên nhân chính vì thảm kịch đã xảy ra vào một đêm thứ bảy. Sau 8 năm chung sống, bỗng một hôm
chàng vì làm việc nhiều quá, cho nên đôi mắt kia phút chốc đã qua mù. Phải rồi, đêm ấy chồng tôi mù. Vì hiểu lầm nên linh hồn ghen đau khổ, giữa đêm thứ bảy bỏ nhà ra đi để xảy ra tai nạn. Chết, Linh đã chết ngay khi chiếc xe vận tải can qua mình. Còn thằng Tư xe be thì chết nữa. Thằng xe be chết là tôi đã mang tội sát nhân rồi. Không không, sự thật thì nó không chết, tên Tư xe be vẫn còn sống. Nhưng chồng tôi đã chết thật rồi. Anh Linh, Linh ơi, xin hãy chứng cho lòng em trong sạch. Còn Khánh, Con tôi bây giờ nó ở đâu? Má ơi, má tỉnh rồi hả má? Má ơi, con mừng quá má ơi. Con gái yêu của mẹ, ba mẹ chết rồi. Mẹ chính là thủ phạm đã gây ra cái chết thê thảm của ba con. Em không nên nghĩ như vậy. Thu xếp đi để về nhà. Em Thu ơi. Ủa, sao mày vắng lặng vậy nè? Cháu Khanh. Thơ của ai kìa? Anh Hồng thân mến, dù sao tôi cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của chồng. Trong lúc anh đọc thư này là ni cô Diệu Linh đang quỳ trước Phật đài sám hối. Trời, em xin gửi lại anh mái tóc để đáp lại phần nào ân tình mà anh đã đối với vợ chồng em. Nếu còn nghĩ tới em, xin anh hãy nuôi dùng đứa trẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, Thu đã đi phát nguyện, và đây là mái tóc ni cô.